Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người nhá. Xin chào tất cả anh em của Gomu đã chiến nhà mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc mừng video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh của channel phát triển nhạc của người rất nhiều. Ok, giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình đua top S9. Ok à, nãy giờ vẫn chưa vào game rồi anh em, nát à, hãy bảo trì đây. Và tiện hôm nay thì tôi sẽ cập nhật cho anh em 10 quả core rùng chung mới nhất của game anh em. Đồng thời đó là 5 core rùng chung và 5 core riêng. Ngoài ra thì hướng dẫn lên cho anh em cách nhận 5 core riêng của nhà phát hành anh em, cực kỳ đơn giản và ngon. Giờ trước mắt để tôi vào game đây anh em nhé, xem tình thế nào ra sao lát thế nhờ. Ok, sau 749 lần ấn nút các kiểu thì hiện tại tôi đã vào được S9 rồi anh em. Đây, ở trong đầu game thì nó cũng y chang kho báu hiện tại ngày xưa anh em. Nhưng mà tôi để ý nhá, cái đồ họa ở ngoài anh em, cái đồ họa ở ngoài của nó một tí ấy, này tí bạn sẽ thấy nó thay đổi hơn so với ngày trước anh em, nó thay đổi đôi chút về cái đồ họa ở ngoài, nó có đấu trường, có các kiểu đồ đầy đủ luôn anh em, chứ mà như ngày xưa, nhưng mà như ngày trước chúng ta là phải này thế này kia, nhưng hiện tại vào không biết sao nhưng mà khá lag các bạn, game hiện tại đang khá là lag các bạn đấy, nó cứ quay vòng tròn miết thôi. Hóa chắc thì tôi làm qua nhiệm vụ cơ bản cho tôi quay anh em coi nhé. Ok, giờ tôi cày đã. Ok bạn, bây giờ nó là hết hệ xu anh em. Ồ, tôi đăng nhập được vào game với tình trạng level 1 anh em. Bởi vì nó vừa bảo trì lag xong anh em không phải làm quá hướng dẫn luôn ạ. À. Hảo thật đấy. Quá thế quà bảo trì đâu? Thế bảo Lami bảo gửi quà bảo trì mà. Đây, rất nhiều anh em này đang bị tình trạng này. Đây, đầu tiên nhận 2 phần quà đây anh em nhá. Các bạn muốn nhận thì các bạn ấn qua như này này. Sau đó thì anh em quay trở lại in game luôn. Tiếp tục cũng như vậy anh em. Đó, các bạn chỉ cần ấn qua thôi, quay trở lại in game luôn là nhận được. Đó. Đây, bước đầu tiên là nhận hai phần quà đơn giản đấy các bạn nhá. Đó, 2 phần quà đầu tiên. Cho nên đơn giản thôi anh em. Quả đăng nhập. Ôi, nói chung thì vào nhận ngay VIP 1 anh em, free VIP 1 rồi các kiểu anh em, rất là ngon luôn. À, điểm danh free miễn phí VIP 1 anh em. Đấy, VIP 1 rồi. Này, 69k. Ok. Vô, đổi dương anh em, một số cái hình dạng của rương cũng được thay đổi trong quả game này, sau khi cập nhật lại. Tiếp theo lễ hội này. Rồi. Đầu tiên thì chắc là share cho anh em code đi. 5 core rùng chung mới nhất hiện tại anh em, sau đó sẽ hướng dẫn bạn đến 5 core tiếp tục của nhà phát hành anh em. Ok, tôi xóa qua mấy này cho nó gọn anh em. Hiện tại 5 code thì chúng ta có không phải cái này anh em. Gomu huyền thoại anh em, đây là core đầu tiên này. Đó. Ok, đây là core đầu tiên anh em nhé. Rồi, tiếp theo là Gomu 888 anh em. Với core này thì các bạn nhận được 8 tạp. Ui, ngon đấy nhờ. Ui, như bên kia tôi thiếu cái quả này anh em. Gomu VIP này, 30 mảnh smoker. Nói chung thì chủ yếu anh em sang được hoặc quyền A về thôi anh em. Nhưng mà tôi đua bên S1 này tôi nhớ rồi. Đang đông lắm anh. Ừ. Anh em Impel Down. Lạc nữa ạ, vừa mới ấy xong. À đây rồi anh em. Hơn 1k ạc lúc này mới mở. Ui rồi. Ok các bạn, rồi tiếp tục luôn. Và cuối cùng đó là code kho báu huyền thoại. Đây. Cái này thì khá là ngon nhất này, 30 mảnh anh em, nói chung thì được cái nhìn hay thôi chứ đâu. Các bạn phải đi sang code hỏa quyệt A với cả anh em. Mặc đồ lên quân anh. Ôi giời, ok các bạn. Ok các bạn, tiếp theo để nhận được bộ code của nhà phát hành anh em. Đây. Quà đổi mừng sự kiện. À, mừng luôn sự kiện 20 tháng 10 anh em. À đổi bộ có 2 bông hoa thì tiến vô trong chỉ anh em cho. Ông dễ các bạn, sự kiện này ông dễ chơi. Rồi máy chủ sẵn sàng khai mở S5, vừa thấy thông báo bảo trì mà. Có 1 phút thôi, chỉ 2 phút thôi mà. Ok, đây này các bạn nhá. Các bạn ý này. Đây, bất kể như ở bài viết này chắc cũng có anh em. Đây. Đừng quên comment anh em này. Bây giờ các bạn nhá, chỉ muốn nhận code các bạn chứng phần comment là thôi. Không phải bài viết này à? À không phải bài viết này anh em, vẫn là bài viết dưới này nữa. 10 giờ tiếp tục kiếm cái bài viết đây anh em. À đây bạn, đây. Comment Gomu hiện tại để nhận tất cả code anh em. Đó các bạn xuống đây này. Các bạn xuống bài viết đây anh em nhé. Cái bài viết sự kiện đây các bạn này. Rồi anh em vào phần bình luận. Như tôi bình luận ở đây rồi phải. Đây, các thể chuyển comment Gomu huyền thoại anh em. Gomu huyền thoại. Rồi ok. Sau khi các bạn comment này xong ấy, là đây là nhận được free luôn anh em nhé, nhận miễn phí luôn, không cần phải tham gia sự kiện mà anh em vẫn nhận được pool bộ code rùng chung, rất là ngon luôn. Đây. Đó, sau khi đấy thì các bạn ấn vào phần nhận quà. Code này tôi nhập hết rồi, tôi nhập bên nào chính của tôi cơ hết rồi anh em, nên là các bạn không lấy được đâu. À, đừng ấn nút tải game nhé, tải game không phải là code đâu anh em. Cái tải game này không biết là phải code không, nhưng mà tôi ấn đi ấn lại thì nó toàn dẫn các bạn đến đường link tải game thôi anh em này. À, nó dẫn thẳng đến đường link tải game anh em, chứ không phải là anh em. Đó.
Tiếp theo là cò đè tân thủ. Các bạn từ từ thôi nhá, đừng ấn nhanh quá để nhà phát gần gửi quà anh em. Rồi. Đây cò đè tân thủ này anh em này, 5 bộ cốt mà tôi vừa xe với cho anh. 56. Ui. 6 rồi. À huyền thoại trở lại đấy anh em, còn quả huyền thoại trở lại nữa. Huyền thoại trở lại anh em, lại thêm còn quả cốt này nữa anh em, thế là thiếu rồi. Ok. Rồi. Tiếp theo là con đe sự kiện này. Sau đó thì anh em ấn từng cái một nhá. Live fanpage. Đấy, nhà phát này sẽ gửi quà đe live fanpage cho anh em. Đấy, cốt này tôi nhập rồi, nhưng mà đây thì hướng dẫn cho anh em. Tiếp theo là đăng ký tài sớm. Đây, đăng ký tài sớm anh em. Cái này là nhận được A này, nhận được ấy này. Rồi. Tiếp theo là sự kiện khác. Rồi, ok các bạn. Đấy, lại lên tiếp cho anh em các sự kiện còn nhận được nữa. Nói chung là anh em chỉ vào còn tham gia này thôi. Ấn này là các bạn nhận free rồi. Comment cái giờ vào nhận free hết cốt ở đâu anh em. 1, 2 này. Còn 4 cốt à? 5 chứ, 5. Ủa? À, vậy đặt cái A là phải sẵn ở ngoài à? Vậy còn hai cái ở ngoài đấy anh em. Ui, vậy là tận 12 cốt à? Thôi rồi. Sự kiện khác là tin anh em. Hiện tại đang ấy anh em. Chúng ta có loan tin này. Tại sự kiện đang lag, fanpage cũng đang hoạt động 24/24 nên là nó đang như vậy anh em. Rồi tiếp theo thông thái anh em. Đó. Đấy, thế là xong. Đó anh em nhận được pool bộ cốt rồi đấy anh em. Đó. Ngon lành chưa các bạn? Quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì đây thì các bạn kéo, vậy thì các bạn kéo xuống đây nhá. Còn cái sự kiện fan cứng tối qua vừa ra rồi đấy anh em này. Đây, ra mắt fan cứng chỗ trẻ em này. Đó, comment fan cứng nhận quà, đợi quà và gửi tin nhắn anh em. Đó, cũng rất là ngon một cái. Tiếp theo là cái sự kiện A, không biết là có phải đấy không, hay đây thì không biết, nhưng anh em để ý đây này. Đây. Vote áp làm sao đây anh em ạ? Vote áp làm sao? Qua từng giờ các bạn đợi đến 25 này mới kết thúc, anh em tranh thủ lên lấy này. Đó. Quá tuyệt vời luôn anh em. Thôi, giờ về game đó các bạn. Đang chiến các bạn về game. Đấy. Ok, đó là cách nhận pool 12 quà cốt à. Ô 12 cốt anh em chứ không phải ở đâu anh em. Quà máy chủ này. Đây, anh em quà bảo trì 2 phút của Nami đây anh em. Cũng được các bạn, trông chiến ngon đấy nhờ. Rồi giờ nhập thêm quả cốt nhà phát hành mới cho đấy anh em. Huyền thoại trở lại đúng không? Đấy các bạn, huyền thoại trở lại. Yo. Thôi thì cũng được kim cương thôi anh em, chứ mấy mảnh này thì cũng đã đủ triệu hồi đâu. Đấy, khởi đầu game thì các bạn sẽ nhận được xương xương như này. Nhưng mà đây thì chưa đủ đâu anh em, như này thì cũng chỉ gọi tạm tạm thôi. Còn cái nhận để cu lù lên 5 sao, lù NV lên 5 sao thì hiện tại cũng chưa tìm thấy anh em. Chưa biết thế nào. Mày bảo có cái để cho lù lên 5 sao anh em. Có đem túi mấy túi quà đâu nhỉ. Đây chưa. À ừ, quên, tôi chưa nhập hết code này này. Đây nên là còn thiếu mấy túi quà đồ nữa anh em. Đúng rồi, quên. Có nhập hết code ở đâu mà. Mấy con kia nhập bạc chính rồi. Đấy, nên là anh em nào đấy muốn đấy thì tranh thủ nhập như vậy. Đấy, nói chung bộ code rất là ngon. Còn không biết có ai AD của game thì xin VIP code cơ. Nhưng mà chưa biết được mình xin anh em, không xin được. À, quay lại fanpage anh em, đã nhập luôn quả cốt mới rồi. Đấy. Thì hiện tại chúng ta có sự kiện anh em, săn Sabo này. Đấy, Sabo A thì đây các bạn săn thì tôi hướng dẫn anh em rồi. Còn đâu các bạn vào nhận kia cho nhanh. Xem giờ chúng ta có gì hot nữa không thì xem nào. Chết dở, hàng này hôm nay không chơi được rồi anh em. Thôi, thế bây giờ vui rồi anh em, thế này là cũng ok rồi. Tạm thời trước mắt thế này là cũng tạm ổn rồi. Máy chủ mới. Chopper nhìn chung chiến nha. S5. Ok, nói chung là anh em nên cố gắng săn lấy một cháu Sabo và một cháu A thì mới ra chiến game nó sẽ mượt mà hơn anh em, chứ còn không thì cũng không ok lắm đâu. Đấy, nhưng bây giờ có thêm cô lồ anh em, lồ NV. Đấm nào. Trời. Trông thế chứ cũng chiến lắm đấy anh em. Ui trời, được của nó luôn anh em, mới choáng các kiểu. Ừ. Ngon đấy nhờ, đi đội hình đầu cô lồ đó cũng được đấy anh em. Thế nào, còn ai nữa không? Cho lên đội luôn anh em. Chúng ta có Kulu, có Roro, nhưng mới cả có Panky. Trước mắt là thấy được mấy thanh niên hào hán này. Đấy, trước mắt là thấy được mấy thanh niên hào hán này các bạn. Nào cho ra trận xem nào. Ngồi ra, đây. Hai rõ à. Sợ mô cơ anh em, không ai giống ai. Đây chị đẹp Nami theo book anh em, Nami theo ít nhiều book một tí. Ừ, không biết thì nhiều book của được tí nhỉ. Đó. Ok, đây là tổng cả thể chúng ta có tầm 12 code. Tôi cũng chả biết đến thiếu thừa thế nào anh em nhé. Đây thì nói chung hướng dẫn các bạn đầy đủ hết rồi. Đấy, có thừa thì thôi, mà có thiếu thì các bạn thêm vào tôi. Đấy, thì cũng được 11, 12 code. Trong đấy là có 5 à? 56, 6 anh em, 6 code đùng riêng và 5 nữa các bạn. 6 code đùng riêng rồi nhá. Điện thoại trở lại nữa, 6 code đùng riêng.
quá có ui nó dùng nhiều quá các bạn, tranh thủ đây anh em tranh thủ. Ok nói chung quá ngon rồi anh em tranh thủ thôi chứ biết sao giờ. Đấy, thứ mình dẫn qua bạn nhận hết full bộ cốt rồi. Rồi video chắc kết thúc đây, hẹn anh em tiếp theo. Có gì tôi sẽ cập nhật cho anh em video tiếp theo. Và các bạn ủng hộ series này đừng quên like và đăng ký ủng hộ channel nhé. Bye bye mọi người.